Sáng nay, ngày 5 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác theo quyết định số 2184 ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch của Tổ công tác xây dựng đề án nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp tư nhân hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Cuộc họp đã tập trung tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản phân công nhiệm vụ kế hoạch xây dựng đề án nghị quyết, đề cương sơ bộ đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, cuộc họp đã thống nhất đổi tên đề án thành phát triển doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, hiện có 5 loại hình doanh nghiệp gồm công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, doanh nghiệp tư nhân chỉ có một loại hình trong 5 loại hình doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp. Để đảm bảo mục tiêu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 3.500 doanh nghiệp. Thành viên tổ công tác đề nghị cần xây dựng kế hoạch triển khai phải xác định rõ nhiệm vụ giải pháp, lộ trình thực hiện. Việc xây dựng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phải bám sát cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15 và đảm bảo phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Để đề án nghị quyết bám sát định hướng Ban Thường vụ tỉnh ủy và có tính khả thi cao, tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị thành viên tổ công tác tiếp tục nghiên cứu và đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch Đầu tư tổng hợp. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo để tổ công tác xem xét giải quyết theo quy định.